có giá từ 70 đến 230 000 đồng một set. Những cành hồng tươi, quả chín vàng, đỏ có mùi thơm tự nhiên của núi rừng bỗng trở thành vật trang trí lạ mắt hút chị em đặt mua. Theo người buôn cành hồng cho biết giống hồng nhân hậu của Lạng Sơn nên rất được khách hàng ưa chuộng, sau mỗi lần trả đơn cho khách số lượng lên đến hàng trăm cành. Hiện tại vẫn còn rất nhiều khách hàng tiếp tục hỏi đặt, nhưng nhiều người buôn chưa dám nhận vì sợ sẽ khó khăn hơn trong việc vận chuyển khi có những quy định mới về phòng dịch. Theo người buôn, loại hồng nhân hậu này có quả to tròn, mượt và bóng đẹp. Đặc biệt khi quả chín thì đỏ mọng, vị ngọt hơn so với các giống hồng khác. Mỗi set cành hồng được bán với giá 150.000 đồng một set 3 cành và 230.000 đồng với set 5 cành. Sáng ngày 9 tháng 9, Grab và Shopee Food đã thông báo sẽ hoạt động lại dịch vụ giao đồ ăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Grab xin thông báo dịch vụ GrabFood được hoạt động trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý GrabFood chỉ giao hàng nội quận từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày cho đến khi có thông báo mới, Grab đưa ra thông báo. Thời gian hoạt động của các dịch vụ giao đồ ăn khác nhau. ShopeeFood cho biết dịch vụ này sẽ hoạt động nội quận trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức trong khung giờ từ 6 đến 17 giờ hàng ngày ủy ban nhân dân tp hcm cho biết các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức ba tại chỗ chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ shipper phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch Thời gian gần đây, lo ngại về tình trạng khan hiếm cà phê trên toàn cầu gia tăng khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại làm ngừng trệ các hoạt động ở Việt Nam, dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng cho mặt hàng này, đẩy giá tăng cao. Giá cà phê Robusta trên sàn London hiện ở mức cao nhất trong vòng 4 năm, với hợp đồng kỳ hạn tham chiếu phiên mùng 7 tháng 9 đạt 2,123 đô la Mỹ. Arabica cũng gần chạm 2 đô la Mỹ, đạt 1,9395 đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2021-2022 sẽ giảm 13,6 triệu bao xuống 56,3 triệu bao, trong khi tiêu thụ nội địa dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên mức kỷ lục 23,7 triệu bao. Với nguồn cung giảm, xuất khẩu cà phê từ nước này dự kiến sẽ giảm 9 triệu bao xuống 32 triệu và tồn kho cuối niên vụ dự báo giảm 2,5 triệu bao xuống 1,5 triệu bao. Trong đó sản lượng arabica dự báo sẽ giảm 14,7 triệu bao so với niên vụ trước, xuống 35 triệu bao do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Phần lớn các khu vực sản xuất đang trong năm cuối của chu kỳ sản xuất hai năm một lần, dẫn đến khả năng sản lượng trong vụ sắp tới sẽ ít đi.